Hello cho mọi người nhé. Hôm nay đi sửa cái máy giặt Toshiba. Em thử bắt luôn em. Và khách báo bắt đổi E2. Em thử luôn. Để mình cho bắt mình thử xem. Đấy, đúng rồi, khách báo đổi E2. Nên mình tiện mình quay video lại luôn. Cái lỗi E2 là lỗi gì? Đứng sau được, sau có cái dây nước kìa, cẩn thận nó gãy. Có khóa nước có kìa. Chưa, cái này anh lắp mà. Không, sửa đây luôn. Cái máy này y hệt cái máy ở nhà mình vậy luôn đấy. Chẳng khác gì luôn. Tháo nắp sau được thôi. Cái này sau lưng ấy. Cái này thì như mình chia sẻ luôn là cái lỗi E2 là thường thường cái lỗi khóa cửa ấy. Máy Toshiba nó có lỗi là lỗi khóa cửa. Cầm cái góc này bật lên để giữ cái này. Đó. Bật mạnh góc này là nó mới lên được. Đi mạnh anh em, không sao đâu. Đi ốc cũng đúng không? Đóng đóng một tí, đập lên trong. Thì nó cái móc đó, nhấn vào trong một tí. Đó. Nhấn từ góc lên một dễ hơn. Kiến nào. Công tắc cửa máy Toshiba là vàng với trắng. Thì lỗi E2 thì nó kiến nhiều thế. Rồi thì là lỗi khóa cửa. Rồi kiến nhiều ấy. Nó ra đầy này. Từ để xem có phải là do nó không em. Không rút ra đi. Thì để mình biết lỗi đó hay không thì mình dùng đồng hồ mình đo cái công tắc cửa xem nó ăn không. Có sợi dây nào sao mà từ đấy. Đo đồng hồ này. Đo ôm này. Bật lên nó thông mạch này rồi đo hai chân đi xem ăn không. Rút ra đi. Ăn mà. Ăn mà. Chứ khẩu lập phải do cái này. Mình tháo trước. Chụp cắn dây này. Không. Không, cái đấy dây là dây nguồn. Không, dây cắn được. Không, thế để lại. Cái này có kiến nó vào mới giặt nhiều ấy nhỉ. Đâu ra nó vào ta. Em ra trước đây. Binh ảnh ra ngoài cho chuẩn gì binh em. Cái này có gì đâu binh. Binh ra ngoài mất công hơn đồ đạc này. Lấy cái áo đây nó là cái đô này ra. Không phải lấy đâu, không phải lấy đâu. Bác cứ ngồi đây đi. Bác ngồi đây, ngồi im đấy, ngồi im đấy. Cháu đây, cháu ở đấy sửa rồi, bác cứ để em cho tự sửa, đừng có lấy cái liếc cái gì hết, mất công, nó khó ra. Hỏi em thay nó không nhỉ? Cái nút đấy để tí gỡ xong rồi này. Sửa nó rơi ấy. Em để dưới này đúng không? Để máy, hay rơi á. Rồi. Đóng cho một bên này. Đóng cho bên em ấy. Đó. Kéo cho bên em một tí là nó ra. Thấy không? Này. Đối với cái máy này chuột cắn dây này. Đây bác ơi. Chuột cắn dây ạ. Đây. Thì máy Toshiba nó hai cái đời này nó hai công tắc cửa phía sau và công tắc cửa phía trước. Đây này, thấy không? Chuột cắn dây. Đứt hai dây luôn này. Này. Này, cắn đứt luôn này. Ở đây có cái kết chuột cái đằng sau này. Thì cái công tắc cửa này là kia này này. Thấy chưa? Rất mất nắp rồi. Khi đóng lại á. Thì cái này này, ở đây có cái nam châm này. Nước đây. Thì nó sẽ làm cái nam châm này sẽ làm cái tiếp điểm. Cái tiếp này đóng lại. Công tắc cửa nó sẽ ăn hai cái dây với nhau. Cái dây này luôn sẽ nối tiếp với cái dây đằng sau ấy, ở hai cái tiếp điểm sau ấy, mà mình vừa tháo này tháo. Ấy. Mình có quẹt trong cặp mà em, ngắn thông ơi, trong đó có quẹt mà. Hay sáng để quên mẹ nhà kia rồi, đây này.
Cháu có quẹt đâu bác ơi, không cần đi. Cháu có rồi, cháu có rồi. À, mèo nhà bác nhiều lắm hả? Mèo cũng nhiều, coi như 3, 4, 5 con mèo mà tôi cũng tương vân rồi. Một tuần vô đấy. Ừ. Nó quấn em đó luôn. Cái dây xước xước thì thừa cắt bớt đi, đỡ vướng. Bay đi. Thôi xong rồi. Ừ? Xong xong rồi. Lút quẹt đi, lút quẹt đi. Quẹt hơi chưa? Quẹt nó hơi đi. Anh đưa quẹt cho em à? Quẹt lừa hả? Bác ra đi, bác ra đi cho đời vướng. Cháu sửa cháu. Ai lại gần gũi lắm? Hả? Ở túi chưa? Quên rồi. Đấy trời. Đấy. Kinh, nó xước đây này. Cái này gần đứt rồi này. Cái này ngày trước bác đưa chưa tiền đưa tiền đế chân cho cháu nhá. Hả? Bác chưa đưa tiền đế chân cho cháu. Đế chân đây này. Thôi cuốn băng keo theo, đem cần thiết đâu mà. Thôi kệ đi, nối đâu. Cái đấy không đứt đâu mà, một tí một sợi nó cũng được. Còn khi nào nó đã cắn thì có mà to sợi to nó cũng cắn thôi. Hiểu không? Hiểu không em? Kệ đi, đóng đi. Rồi, để sang bên đây. Nói cái nào lấy răng keo sang bên này. Lấy mặt đốc đi. Cất quẹt cất đồ đi. Đấy quẹt ở ngăn đó đấy, đúng rồi. Thì cái gì lấy nó sẽ quen đi xong này mình. Đây một cái này này. Anh người sẽ rớt bên kia. Nhanh nhanh nó hay trờn. Vít nhựa hay trờn. Cái này bên lắp bên này có cái lỗ. Nhấn chưa? Vô chưa? Ở dưới đây có cái gờ ấy, phải chọc với gờ trước đó. Phải với trước. Trước khi lắp vào phải cho cái đế vô trước. Rồi. Nâng lên em. Em cắm điện đi, anh nhấn bắt trước rồi lắp sau chuyến anh. Chắc chắn được thì mình lắp luôn. Rồi lắp cái vào nước cao cấp cho nó đi. Chắc chắn được mà. Lỗi rõ ràng ở đây với là lỗi E2 là công tắc cửa với Toshiba. Mình biết rồi. Nó máy quay đấy. Nó quay đấy, nghe tiếng kêu ù này. Cái này không thể pin đi không rõ thấy mọi người thấy được. Này, cái này chưa buồn. Đâu chúng mình đã pin rồi. Chúng mình chọn cho mình đèn pin của bác. Đây. Đây ok bác này. Con chuột cắn nhá. Quá bị chuột cắn ạ. Ok mọi người. Cái này chỉ bị cái chuột cắn ở phần này thôi. Thì nó hay bị đối với máy Toshiba này thì nó đang muốn nó. Cháu không biết ạ. Nó hay chuột. Bên nền đi là bị tay rửa sẽ có mờ đâu. Chuột nhắt nó hay chưa mấy kẻ hở bên ngoài ấy. Ba đi. Phải bắt con chuột này đi không là sao nó cắn tiếp nó bị tiếp ấy. Thì nó hay bị cái này cái dây này ra đằng sau nhiều khi bị mau ve hoặc bị đứt hoặc cái dây cái hoặc cái chốt đằng sau nó không ăn cái công tắc đằng sau không ăn đấy. Đấy là những cái hay hư của máy Toshiba này mà bắt đầu E2 thôi. Nó chỉ có quanh đi nó hư lại thôi. Nói chung là nó thường đứt dây và hư cái kia thôi.
biết tên là phần nhiều, thường người ta chuột cắn nhưng mình về sữa ấy. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video nhé.